chương 411, cái này, cầu chú y được chú y. 10, 10, 35. Hai vê đúc hoa tươi tăng thêm. Mùa xuân năm nay đặc biệt sớm, ngày 25 tháng 1 chính là Tết âm lịch. Thiên phủ Kinh tế Học viện đã ra khỏi sát hạch kế hoạch, phía Tây truyền thống ngày lễ đêm Giáng sinh cùng ngày bắt đầu thi, duy trì liên tục 4 ngày thời gian, sau đó ngày 28 tháng 12 bắt đầu nghỉ. Dường như có điểm không thể nào nói nổi. An Lương suy nghĩ tùy tiện đọc sách cũng có thể ung dung thông qua nhịp điệu. Bóng đêm dần khuya, Vân cảnh quốc tế công ngụ trung, trong lòng Miêu thật là ôn thuận. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng Trung An lương mới, chỉ có tỉnh lại. Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Trong ngực mèo lớn còn đang ngủ, An lương cũng không có rời giường ý tứ, hắn đem điện thoại di động lấy tới kiểm tra tình huống. Ở đế đô tiểu đồng bọn trong đám đã có đại lượng tin tức. Lý Tồn Viễn, An Lương, Ngân hàng Công Thương đáp ứng rồi yêu cầu của chúng ta, thời gian 10 ngày, 20 ức, không 8% lợi tức. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ không? 8% lợi tức. 20 ức tiền bạc không? 8% chính là 1.600 vạn nguyên đâu. Mấu chốt là chỉ có thời gian 10 ngày, mỗi một ngày lợi tức chính là 160 vạn, nhìn như vậy đứng lên còn thiếu sao? Dĩ nhiên, đối với 20 ức cấp bậc cho vay mà nói, không. 8% lợi tức thực sự ít vô cùng. Tiền tiểu cương, an lương, đế đô ngân hàng công thương sẽ tại nội trong hôm nay cho vay, trực tiếp đem tài chính đánh tới an tâm đầu tư công ty. Lý Tùng Viễn, chúng ta tiền trả lại thời điểm cũng có thể trực tiếp từ an tâm đầu tư công ty chuyển đến đế đô ngân hàng công thương. Vân Hải Dương, đã đi qua thức ăn ngoài chân chạy tiểu ca ở toàn bộ đế đô phạm vi mua 32 cái hàng mẫu, mỗi giống nhau bản đều là ba cái sản phẩm đầy đủ hết. Lý Tồn Viễn, đang ở đế đô Đại học Nông nghiệp tiến hành kiểm tra đo lường. Tiền tiểu cương, ta đã ở ép lát tử điếm an bài thỏa đáng, còn an bài nhân viên an ninh, ngồi đợi ra khỏi kết quả sau đó an bài hai cái nghiên cứu viên. Những tin tức này đều là 9 giờ rưỡi tin tức. An Lương tiếp tục kiểm tra phía sau tin tức. Lý Tồn Viễn, Encesa gương mặt chuyên dụng tiểu kim trong bình quả nhiên phát hiện hai bổn đồng, ba tồn tại, chúng ta đang ở tiếp tục kiểm nghiệm chung. Vân Hải Dương, hiện nay đã kiểm trắc ba tổ hàng mẫu, gương mặt chuyên dụng tiểu kim bình toàn bộ kiểm tra đo lường ra khỏi hai bổn đồng, ba tồn tại. Lý Tồn Viễn, An Lương, Lương Ca, còn không có tỉnh sao. Tiền Tiểu Cương, An Lương, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện. Vân Hải Dương, An Lương, thấy tin tức mau trở về, chúng ta bên này xảy ra chuyện đế đô tiểu đồng bọn bày tin tức hết hạn. An Lương trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đám chi gia hỏa không có gửi đi tin tức mới nhất, đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì mà. An Lương, mọi người, chuyện gì mà. Lý Tồn Viễn, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca, tình báo của ngươi xảy ra vấn đề. Vân Hải Dương, 60ml toàn thân chống nắng đại kim bình cùng ngân bình cũng kiểm tra ra hai bổn đồng, 3 tồn tại, nhưng số lượng rất ít. Vân Hải Dương, chúng ta phát hiện quy luật, trước đây lượt đại kim bình cùng đại ngân bình không có vấn đề, mới nhất lượt xảy ra vấn đề an lương chờ ta hỏi một chút tình huống an lương một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra may mắn một đời hệ thống cho hắn bí mật thương nghiệp tin tức lần nữa kiểm tra thời điểm an lương rốt cuộc phát hiện vấn đề nguyên lai like là hắn mình nhìn lầm rồi giống như may mắn một đời hệ thống cấp cho bí mật thương nghiệp trong tin tức rõ rõ ràng, ràng ràng viết rõ tình huống nhưng an lương phía trước thì tùy nhìn một chút hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút tiểu kim bình có chuyện đại kim bình không có vấn đề sau đó bỏ quên phía sau tin tức phía sau còn có tin tức cho thấy mới nhất lượt đại kim bình cũng có vấn đề. Khái khái. Lương ca nhất định phải hảo hảo tỉnh lại một cái, không muốn chỉ lo yêu đương, còn muốn chú ý phát triển sự nghiệp. Tại xác định cái vấn đề phía sau, An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn đàn hồi phục tin tức. An Lương, Hải Dương ca, người đi kiếm một ít mới nhất lượt đại kim bình cùng đại ngân bình một lần nữa kiểm tra đo lường tình huống, nếu quả như thật có chuyện, chúng ta căn bản không cần bịa đặt. An Lương, không có tung tin việc tình huống, chúng ta phải gánh vác pháp luật phiêu lưu thì càng nhỏ một chút, tối đa chính là đối mặt nghe hồng cổ phiếu bộ môn quản lý phiêu lưu điều tra, nhưng bọn hắn còn có thể tới vũ quốc điều tra chúng ta. Vân Hải Dương, ta đã phân phó người mua sắm, chờ một lát ra khỏi đáp án tặng lại cho ngươi. An Lương, không thành vấn đề. Trên thực tế đã không cần Vân Hải Dương tặng lại, An Lương đã xác định đáp án. An Lương đánh giá thấp Sisido. Ở chống nắng sản phẩm trung gia nhập vào hai bổn đồng, ba sắp có hiệu đề cao sản phẩm chống nắng hiệu quả, đồng thời giảm bớt một bộ phận thành phẩm, Ensesa ở nhiệt tiêu dưới tình huống quả nhiên bắt đầu làm ác. Không hổ là tự thân biến thành ác long đâu. Lân cận lúc 12 giờ, Vân Hải Dương đưa cho tặng lại tin tức. Vân Hải Dương, An Lương, quả nhiên là như vậy. Mới nhất lượt Đại Kim Bình cùng Đại Ngân Bình toàn bộ có chuyện, đều tồn tại hai bổn đồng, ba, chúng ta đã làm xong tương quan ghi chép. An Lương, vậy là tốt rồi. Ngày hôm nay đem tất cả các thí làm tốt, đồng thời đem văn án giải quyết. An Lương, tiền tiểu cương, thằng nhóc cứng đầu ca, tuyên truyền nhân viên liên lạc xong sao. An lương, món nợ. Chờ, các loại, kiếm tiền, ngươi sẽ tìm ta muốn. Tiền tiểu cương, xong, đây là giật nợ cảm giác. Vân Hải Dương, ta ói ra, ta trả tiền. An lương. Lý Tồn Viễn. Tiền tiểu cương, ha 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 ha. Cảm tạ cảm nghĩ ở liên quan đến tác phẩm, ở trên lát đắt chữ số miễn phí. Chương 412, nhiều lần hoành nhảy kế hoạch. 1, 11, cầu hoa tươi duyệt vé tháng. 12 giờ trưa, An Lương nằm trên ghế salon suy nghĩ như thế nào nhằm vào Si, si đô sự tình, trong đầu của hắn có một ít ý tưởng mới. Anh xét xa hóa thân ác long sự tình, An Lương vốn chỉ muốn thao tác một lớp nghịch thành phố cô không, do đó kiếm một khoản bỏ chạy đường. Nếu như là như vậy thao tác, tối đa liền 20% lợi nhuận. Xin chú ý, 20% lợi nhuận phi thường khả quan. Khá nhiều thực thể xí nghiệp, một năm chỉ tính lợi nhuận đều không đạt được 10% lợi nhuận. 4 năm ngày bên trong, vượt lên trước 26 ước tài chính, 20% lợi nhuận, vậy thì tương đương với buôn bán lời vượt lên trước 5 cái tiểu mục tiêu. Đế đô ngân hàng công thương một ngày thu lấy bọn họ 160 vạn lợi tức, bọn họ có thể một ngày kiếm về vượt lên trước một cái tiểu mục tiêu. Nhưng lương ca vẫn còn đang suy tư như thế nào kiếm được càng nhiều. Đang suy nghĩ gì? Trần Tư Vũ ngồi vào An Lương bên người, vỗ nhẹ nhẹ một cái An Lương bắp đùi. An Lương phục hồi tinh thần lại, ngươi đã tỉnh. Nghĩ gì thế, nhập thần như thế? Trần Tư Vũ hiếu kỳ. Buôn bán chuyện hợp tác An Lương đối với Trần Tư Vũ đưa tay. Trần Tư Vũ khéo léo cúi người rút vào trong ngực hắn, bên nàng khuôn mặt dán tại trên ngực của hắn, nghe nhịp tim của hắn, An Lương vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài. Ta và Viễn ca bọn họ chuẩn bị ở thị trường cổ phiếu hợp tác một lần, có nguy hiểm nhất định, nhưng lợi nhuận phi thường khả quan. An Lương nói rõ nói. Trần Tư Vũ không tiếp tục hỏi, vậy ngươi liền chuyên tâm suy nghĩ chuyện hợp tác, ta cho ngươi đánh đàn. An Lương ngắt một cái Trần Tư Vũ mặt non nớt, cái này đế đô mèo lớn cũng thật hiểu chuyện tuy là tính cách một số thời khắc có điểm cường thế, nhưng chỉnh thể mà nói thực sự là thông tình đặc lý. Buổi trưa muốn ăn cái gì? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ ngẫm lại, tùy tiện ăn một điểm A, ngươi mau ăn xử lý công tác. An Lương tại quản gia áp bên trên tùy ý gọi tuyển một ít thiên hướng thanh đạm khẩu vị thái phẩm, hắn kỳ thực càng ưa thích thịnh khánh tê cây phong cách, nhưng Trần Tư Vũ không thể ăn quá cay. Trần Tư Vũ đạn tấu lấy đàn dương cầm, An Lương tại quản gia áp phía trên một chút tuyển cơm trưa phía sau, hắn lần nữa suy tư. Mấy phút sau, An Lương đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Nếu như nhiều lần hoành nhảy đâu? An Lương nhanh chóng tự hỏi, nếu như nhiều lần hoành nhảy, dựa theo tình huống hiện tại, thật vẫn phi thường thích hợp, đồng thời có thể đem lợi nhuận cũng đề cao thật lớn. An Lương, mọi người, chú ý chú ý. Thay đổi kế hoạch. An Lương, Lý Tồn Viễn, Viễn Ca, ngươi sẽ tìm một cái đại học tài liệu kiểm tra đo lường phòng thí nghiệm, sau đó an bài hai cái nghe hồng ngữ nghề nghiệp học sinh, để cho bọn họ nhằm vào Ensexa sản phẩm làm tiếp một lần trắc thí. Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn, nghe hồng ngữ nghề nghiệp học sinh làm tài liệu phân tích thực nghiệm. An Lương, đúng. Làm dáng một chút là được. Đem hiện tại hai cái nghiên cứu viên dẫn đi làm chỉ đạo, để cho bọn họ thoạt nhìn lên nghề nghiệp là được, kiểm tra đo lường kết quả gì gì đó hay dùng trước đây lượt kết quả, cho thấy Ensexa Đại Kim Bình cùng Đại Ngân Bình không có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, ta phát hiện âm mưu. Vân Hải Dương, lương ca lại có cái gì kế hoạch? An Lương, vốn là chỉ kiếm một lớp tiền, nhưng chúng ta bây giờ thao tác một cái cũng có thể kiếm ba đợt tiền an lương viễn ca tận lực vào hôm nay giải quyết tất cả mọi chuyện đồng thời đem nghe hồng ngữ nghề nghiệp học sinh bộ phận thao tác quay chụp video để cho bọn họ sử dụng nghe hồng ngữ nói cho thấy xa đại kim bình cùng đại ngân bình không có vấn đề an lương không cần quay chụp ngay mặt quay chụp bọn họ kiểm tra đo lường tài liệu vật chất thao tác làm cho bây giờ nghiên cứu viên hảo hảo chỉ đạo một cái do đó để cho bọn họ thoạt nhìn lên rất nghề nghiệp liền được lý tồn viễn minh bạch Lý Tồn Viễn cũng không kém nghĩ rõ An Lương kế hoạch, hắn tự nhiên biểu thị chống đỡ. Hơn 5 giờ chiều chung, Lý Tồn Viễn tam huynh để đi tới vân cảnh quốc tế nhà trọ, An Lương đang ở trong phòng trà chờ đợi ba người. Trong phòng trà, Lý Tồn Viễn đem một cái máy tính bản đưa cho An Lương, ý bảo An Lương kiểm tra tin tức. An Lương cấp tốc vừa cẩn thận nhìn, máy tính bản trung ghi chép hai cái thực nghiệm kết quả, đệ một cái thực nghiệm kết quả là nhân viên chuyên nghiệp kiểm trắc, Ensetsa bộ mặt chuyên dụng tiểu kim bình kiểm tra đo lường ra hai bổn đồng, ba trí nham vật chất, song là em đại kim bình cùng đại ngân bình, dựa theo lượt bất đồng, kiểm tra đo lường ra không cùng một dạng kết quả, ở tháng 11 phía trước lượt, đều chưa phát hiện hai bổn đồng, ba tồn tại, nhưng sau 11 tháng lượt, toàn bộ phát hiện hai bổn đồng, ba tồn tại. Cái thứ hai thực nghiệm kết quả tự nhiên là nghe hồng ngữ nghề nghiệp học sinh giả mạo nghe hồng người làm được thực nghiệm, hai cái nghe hồng ngữ nghề nghiệp học sinh phát âm rất thuần khiết đang, đang không có mặt mày rạng rỡ dưới tình huống, hoàn toàn không cách nào phân rõ đến tột cùng là nghe hồng người, vẫn là vũ quốc người. An Lương đưa ra kiến nghị, để một cái thực nghiệm kết quả, chúng ta một phân thành hai, đem lượt vấn đề cố ý giấu giếm xuống tới, trước minh xác biểu thị ở bộ mặt chuyên dụng tiểu kim trong bình phát hiện hai bổn đồng, ba cái này một loại trí nham vật chất, sau đó biểu thị đại kim bình cùng đại ngân bình trung cũng có, nhưng chúng ta không phải xuất ra chứng cứ. Chờ đợi cái này một cái báo cáo ảnh hưởng si đô giá cổ phiếu sau đó, chúng ta lại phóng xuất cái thứ hai thực nghiệm kết quả, cho thấy đại kim bình cùng đại ngân bình không có bất cứ vấn đề gì, cố ý nhược hóa tiểu kim bình vấn đề, cũng có thể đem giá cổ phiếu kéo lên một lớp an lương nói rõ đại kim bình cùng đại ngân bình mới là ancesa chủ lực tiêu thụ sản phẩm làm giá cổ phiếu kéo lên chúng ta thu gặt sau đó lại phóng xuất chứng cớ xác thật cho thấy đã từng đại kim bình cùng đại ngân bình không có vấn đề nhưng bây giờ mới nhất lượt đại kim bình cùng đại ngân bình đã bắt đầu làm ác kể từ đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng shishido giá cổ phiếu chúng ta có thể chèn ép một lớp đối phương thuận thế mò được tốt lợi ích an lương nói rõ kế hoạch đây đúng là nhiều lần hoành nhảy sau đó bắt được càng nhiều lợi ích kế hoạch. Chương 413, Triết Triết Học Gia 2. 11. Cầu Hoa Tư Duyệt Vé Tháng Vân cảnh quốc tế nhà trọ trong phòng trà, An Lương đem chính mình cấu tứ nhiều lần hoành nhảy kế hoạch nói ra. Lý Tùng Viễn vỗ tay nói, Lương ca uy vũ. Nguyên bản chỉ có thể thu gặp một tra rau hẹ, hiện tại có thể thu gặp ba tra. Nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta thậm chí có khả năng kiếm được 10 cái tiểu mục tiêu. Vân Hải Dương xen vào nói, Lương ca, ta bổ hai cái tiểu mục tiêu tài chính, có thể chứ. An Lương nhíu mày, ngươi từ đâu tới tiền? Ta nhị đường tỷ bên kia mượn." Vân Hải Dương đáp lại nói. "Vân Hi Nguyệt có tiền như vậy sao?" "Tính rồi." Lương ca vẫn là tuyển trạch chính mình nỗ lực. "Có thể." An Lương đáp ứng, "Ngươi bù vào sau đó, chúng ta mỗi một cái người bảy cái tiểu mục tiêu, tổng đầu tư 28 cái tiểu mục tiêu." Tiền Tiểu Cương cười hắc hắc, "Nếu như có thể kiếm được 10 cái tiểu mục tiêu, chúng ta mỗi một cái người chí ít có thể lấy bắt được hai cái tiểu mục tiêu." Các ngươi nghĩ xong như thế nào hoa sao? Vân Hải Dương đệ một cái mở miệng, ta đại khái biết mua xe thể thao. Lamborghini, Ferrari và McLaren toàn bộ tới một chiếc, Bentley cùng Rolls-Royce cũng làm bắt đầu. Ta suy nghĩ có hay không có thể ở Yến Giao làm một cái gara, chuyên môn cửa trưng bày những xe này. Cái này nhân loại có điểm bành trướng. Tiền tiểu cương nhổ nước bọc nói, sau đó một tháng sau, toàn bộ bổ túc để ý nhà máy. Lý Tồn Viễn nói tiếp, yêu a, à, khách hàng lớn con a. À. Vân Hải Dương không nói hắn tự hồ bị cố định cái gì kỳ quái trớ chú. Trừ phi ở trên đường đua, bằng không mỗi một lần mở siêu xe xuất môn, tổng hội gặp mặt cái này dạng chuyện như vậy, cho dù là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, ngược lại chính là muốn cho hắn tìm một sự tình. Ta hẳn là muốn đặt trước một ít biểu, ta phát hiện lương ca một khối này pết Philip 602G, không mười quá đẹp, lần này kiếm tiền, ta liền hạ đơn đặt trước. Tiền tiểu cương nói rõ nói. Lý Tồn Viễn cũng mở miệng tâm tình kiếm tiền phía sau ý tưởng, ta nghĩ muốn mua một bộ tứ hợp viện, tốt nhất ở ba đạo bên trong. Vân Hải Dương trần chờ nói, tứ hợp viện xu hướng tăng đã đình chỉ chứ. Tiền tiểu cương tán thành, hai năm gần đây, tứ hợp viện cơ bản không tăng, đồng thời thành giao số lượng phi thường thấp, nếu như muốn tăng giá trị tài sản, không phải là cái gì lựa chọn tốt. Ta chỉ là muốn mua một bộ tứ hợp viện. Lý Tồn Viễn nói rõ nói, ta muốn mua qua đây sau đó chính mình ở, nếu như không có ngoài ý muốn, ta chuẩn bị kế hoạch một cái tiểu mục tiêu tài chính mua sắm tứ hợp viện, sau đó sẽ hoa 2 nghìn 3 000 vạn tiến hành cải tạo ta muốn cho hậu đại đặt mua một ít gia nghiệp. Lý Tồn Viễn bổ sung. An Lương cùng Vân Hải Dương, còn có tiền tiểu cương toàn bộ đều vẽ mặt dấu chấm hỏi nhìn lấy Lý Tồn Viễn. Tỉnh lại đi a. À. An Lương nhổ nước bọt, Viễn ca, ngươi độc thân đâu? Đúng vậy, ngươi cái này độc thân cậu đều suy nghĩ đến rồi tương lai đời sau sự tình, vì sao không suy nghĩ một chút tìm người bạn gái? Tiền tiểu cương theo nhổ nước bọt. Vân Hải Dương cười đẻo nói, không phải đâu. Chẳng lẽ là Miêu Tuyết Y muốn thượng vị? Không phải đâu, Tiền Tiểu Cương khiếp sợ nhìn lấy Lý Tồn Viễn, tỉnh mộng đường triều. Bốn người mở một trận vui đùa, An Lương hỏi chính sự. Đúng rồi, tương quan nhân viên tham dự, các ngươi đều an trí thỏa đáng chứ? An Lương hỏi. Tiền Tiểu Cương khẳng định gật đầu, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Bốn người đều an bài ở ép lát tử điếm, mỗi một cái người an bài hai cái bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ, đồng thời an bài hai cái nhân viên an ninh. Nếu như chúng ta Wednesday lui ra đi ra, Kỳ thực lương ca hẳn là lo lắng bốn cái tiểu ca ca có thể hay không bị bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ ép thuốc pha chế sẵn cặn bã. Tiền tiểu cương cười hắc hắc. An lương giơ ngón tay cái lên thủ động điểm khen, an bài như vậy tốt vô cùng. Được rồi, phát hồng bao rồi sao? Tiền tiểu cương khẳng định gật đầu, mỗi một cái người 200 ngàn tiền ém miệng. Lần này tiền của ngươi cho chứ? An lương trêu đùa. Tiền tiểu cương cười ha hả, cũng không thể nhiều lần đều hố hải dương ca chứ. Vân hải dương vô lực nhổ nước bọt. Người hacker bằng hữu sắp xếp xong xuôi. An Lương lại hỏi. Đương nhiên, toàn bộ làm xong, đối phương tùy thời chờ chúng ta chỉ thị. Tiền Tiểu Cương nói rõ. Hắn không có nói ba người bọn họ mỗi một cái người tốn 100 vạn An sắp xếp hacker, dù sao An Lương dẫn bọn hắn kiếm tiền, những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho bọn họ xử lý. Chính là 300 vạn mà thôi. Dựa theo một lần này lượng tiền bạc, lại tham khảo An Lương đã qua chiến tích, hai cái tiểu mục tiêu đều là khởi bước chứ. Sở dĩ một ít chuyện nhỏ, bọn họ toàn bộ giải quyết các ngươi cũng không được lộ ra bất cứ tin tức gì, ở bụi bặm lắng xuống phía trước, các ngươi nên ăn ăn, nên uống một chút, nên vui đùa một chút, toàn bộ cùng đi qua giống nhau, làm bộ cùng chuyện này không có quan hệ. An Lương nhắc nhở. Ha 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 ha. Tiền tiểu cương trực tiếp cười lên ha hả. Vân Hải Dương cũng là cười ha ha. Lý Tồn Viễn giải thích, hai người bọn họ đã đặt trước chúc mừng hoạt động, chuẩn bị liên tục off đâu. Trước giờ chúc mừng còn hành. Triển ca không tham gia. An Lương phản vấn. Lý Tồn Viễn phủ định đáp lại, ta hiện tại bắt đầu tu thân dưỡng tính, tranh thủ cùng Lương ca giống nhau tìm một cái cố định nữ bằng hữu. Đại khái là coi nhẹ đi, mỗi một lần uống say phía sau phóng túng, mỗi một lần sau khi tỉnh lại ảo não, mỗi một lần đều cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Cái này. Triết. Triết học gia. Tiền tiểu cương ở một bên nhổ nước bọt, ta ói ra. Vân Hải Dương tán thành, ta cũng ói ra. Nếu không là ngươi trước khi đến và bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ quỷ hỗn một cái, ta liền tin ngươi ngôn luận sở dĩ không phải là cái gì triết học gia, mà là hiền giả sao? Tuyển ca, ngươi lại đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. An Lương nhạo bán đáp lại. Ban sơ thời điểm, An Lương cho rằng Lý Tồn Viễn thành thục ổn trọng, tao nhã lịch sự, chắc là một cái chính nhân quân tử. Hiện tại mới phát hiện, thành thục ổn trọng là thật, tao nhã lịch sự cũng là thực sự, nhưng chính nhân quân tử. A. À. chương 414, nghịch thành phố cô không. 3, 11, cầu hoa tươi duyệt vé tháng. Ngày 25 tháng 11, môn đây sáng sớm 7 giờ đồng hồ. Tiền tiểu cương lôi một cái tạm thời uy chát đàn, đem một cái tên là Zeus người kéo gần lâm thời đàn. Tiền tiểu cương, An Lương, Lương ca, cái này là bằng hữu ta lưu hiểu bằng, máy tính kỹ thuật rất tốt. An Lương tự nhiên tỉnh lại, hôm nay chính là xuống tay với Shishido thời điểm. An Lương, hiểu bằng huynh đệ tốt. Lưu hiểu bằng, Lương ca tốt. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, xin chiếu cố nhiều hơn. An Lương, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu hiểu bằng, tùy thời chờ đấy lương ca hạ mệnh lệnh. An lương, hành, chờ một lát ta bên này làm xong liên hệ nhỉ. An lương đã tra xét cái thứ hai thưởng cho Shishido tương lai 3 ngày cổ phiếu tin tức, an tâm đầu tư công ty phía trước ở thứ bảy cuối tuần điều chỉnh xong làm việc và nghỉ ngơi thời gian, do đó xử lý lần này nhằm vào Shishido kế hoạch. Thứ sáu báo cáo cuối ngày thời điểm, Shishido giá cổ phiếu là 863 ngày 4 viên, tổng thị giá trị vượt qua 3. 38 vạn ức nhật nguyên, tương đương vượt lên trước 2.200 ức vũ quốc nguyên, nằm ở Shishido thành lập tới nay trình độ cao nhất. Một lần này tổng lượng tiền bạc là 28 ức, đối với Shishido tổng vốn cổ phần mà nói, chỉ có không biết đủ chấm 3%, vì vậy có thể nói là vô cùng an toàn nghiệp điệu. Đế đô thời gian 8 giờ sáng, đối ứng nghe hồng thác khấu thời gian 9 giờ, nghe hồng thị trường chứng khoán sớm bàn mở ra. Làm nghe hồng thị trường chứng khoán sớm bàn mở ra trong nháy mắt, an tâm đầu tư công ty liền lén lén lúc lúc bắt đầu nghịch thành phố cô không Shishido cổ phiếu. Hiện nay Cicido cổ phiếu ở ngây hồng là chiều hướng phát triển dâng lên, bởi vì theo Ensetra ít quân huấn tuyên truyền phim phóng sự đại nhiệt, Cicido sản phẩm ở vũ quốc lượng tiêu thụ lần lượt tăng lên. Chính là bởi vì như vậy, mới, chỉ có, kéo theo Cicido giá cổ phiếu dâng lên. Lương ca lần trước hao lông dê thời điểm, Cicido giá cổ phiếu mới, chỉ có, hơn 8.200 đâu, lúc này mới một gần 2 tháng, Cicido giá cổ phiếu lại lập lên độ cao mới, mấu chốt là còn ổn định, cái này liền đầy đủ nói rõ Cicido được hoan nghênh trình độ. Nguyên bản Shishido giá cổ phiếu vẫn còn ở tăng lên, sớm bàn khai trương phía sau, từ một cổ 863 ngày 4 viên vọt tới 864 tám cao độ, nhưng theo an tâm đầu tư công ty nhập tràn, nguyên bản vẫn bước lên cao giá cổ phiếu xuất hiện ba động. Từ 864 tám giảm xuống đến 862 không, sau đó lại hung hăng dâng lên đến 864 không, lại tiếp tục ngã xuống đến 862 không, Shishido giá cổ phiếu một mực tại cái này một cái giai đoạn ba động. Tình huống như vậy duy trì liên tục tiến hành, tán hộ nhóm lựa chọn xem náo nhiệt cũng không bán, cũng không mua, đơn thuần nắm giữ Shishido cổ phiếu. Hiện tại rõ ràng cho thấy đại ngạc đấu pháp, tán hộ nhóm chỉ cần xem náo nhiệt có thể. Dù sao Shishido trước mắt công trạng phi thường tốt, nắm giữ Shishido cổ phiếu tổng không sai. Nghe hồng thị trường chứng khoán sớm bàn thời gian là 9 giờ đến 11 giờ, đổi thành đế đều thời gian chính là 8 giờ đến 10 điểm, lân cận sớm bàn nghỉ thành phố thời điểm. An tâm đầu tư công ty 28 ức vũ quốc nguyên toàn bộ tiến nhập nghe hồng thị trường chứng khoán nghịch thành phố cô không Shishido, bình quân giá cả làm xong rồi một cổ 86 ngày 31 viên. An Lương lập tức ở lâm thời uy chát trong đám gửi đi tin tức. An Lương, Lưu Hiểu Bằng, bắt đầu hành động, toàn cầu trong phạm vi bôi đen Shishido Ensexa, đem đối phương đóng vào sỉ nhục trụ mặt trên. Lưu Hiểu Bằng, An Lương, thu được. Xem ta. Cam đoan làm cho ngài thỏa mãn. Theo nghe hồng thị trường chứng khoán sớm bàn nghỉ thành phố. Một đoạn liên quan tới Ensexa tăng thêm trí nham vật chất hai bổn đồng, ba tin tức ở vũ quốc Internet trung truyền bá. Ensesa vì sao làm ác? 9 tháng thời điểm, Ensesa ít quân huấn, tuyên truyền phim phóng sự tịch quyển toàn cầu, vì Ensesa thắng được hài lòng thị trường tiến tâm, Ensesa lượng tiêu thụ cũng liên tục tăng lên. Căn cứ Ensesa quan phương công bố ta mang thương thành số liệu biểu hiện, Ensesa ở tháng 9 lượng tiêu thụ là tháng 8 127 lần, tháng 10 lượng tiêu thụ là tháng 8 155 lần, tháng 11 lượng tiêu thụ như trước xa xa vượt lên đầu. Nhưng như vậy Ensesa thật sự rất tốt sao? đại học nào đó tài liệu nghiên cứu phòng thí nghiệm ở kiểm tra đo lường Ensesa thời điểm, phát hiện Ensesa trung tăng thêm trí nham vật chất 2 bổn đồng, 3, cái này một loại vật chất ở nhiều cái quốc gia có nghiêm khắc sử dụng hạn chế. Điển thụy càng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh sử dụng. Tuy là quốc gia chúng ta không có cấm chỉ sử dụng, nhưng có văn bản rõ ràng quy định chất phụ gia số lượng, cùng với tăng thêm sau đó yêu cầu tiêu ký đi ra. Nhưng mà Ensesa tiêu ký ra sao? Căn bản không có. Như vậy Ensesa, còn đáng giá đề cử sao? một đoạn này liên quan tới Ensetsa làm ác tin tức, cấp tốc ở Internet trung lan tràn, từ nhỏ chúng bức tử diễn đàn, sau đó xuất hiện ở từng cái xã giao phần mềm trung, tiếp theo là video nhỏ phần mềm cùng Weibo. Ngắn mũi một giờ liền thành vũ quốc Internet bạo khoản. Đồng thời bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, đứng mũi chịu sào chính là nghe hồng bản thổ Internet, đại lượng liên quan tới Ensetsa tăng thêm sử dụng trí nham vật chất hai bổn đồng, ba tin tức ở nghe hồng Internet trung không kiên nể gì cả truyền bá. Tình huống như vậy người sáng suốt nhìn một cái thì có vấn đề, nhưng người sáng suốt cũng phát hiện một cái tình huống, Shishido cư nhiên không có trước tiên đứng ra làm sáng tỏ sao. Đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ là Shishido thực sự ở Ensesha trung tăng thêm trí nham vật chất hai bổn đồng, ba. Chương 415, lòng tham là nguyên tội. 4, 11, cầu hoa tư duyệt vé tháng. Thị trường cổ phiếu cực kỳ mẫn cảm. Một chút xíu hành nghiệp tin tức, cùng với giới hạn tân văn, thậm chí là tin đồn, liền có khả năng ảnh hưởng giá cổ phiếu. Đặc biệt là tình huống hiện tại, Vũ Quốc cùng Nghe Hồng Bảo phát đại lượng liên quan tới Ensexa tăng thêm trí nham vật chất hai bổn đồng, ba tinh đồn, Shishido vừa không có đứng ra giải thích. Một ít người thông minh tự nhiên sẽ suy đoán. Đế đô thời gian 11 giờ rưỡi, Nghe Hồng cổ phiếu trưa bàn khai trương. Nguyên bản ở thị trường cổ phiếu biểu hiện khí thế bừng bừng Shishido, mới vừa bắt đầu phiên giao dịch liền ra phát hiện nhảy cao thủy. Sớm bàn tan chợ thời điểm, Shishido cuối cùng giá cổ phiếu là 863 ngày 2 viên. Hiện tại mới vừa vừa mở bàn, vô luận là tán hộ, vẫn là một ít cầm cổ đại ngạc, dùng dập bắt đầu bán tháo Shishido cổ phiếu, bởi vì bán tháo nhân số nhiều lắm, Shishido giá cổ phiếu duy trì liên tục ngã xuống. Không đủ thời gian nửa tiếng, Shishido giá cổ phiếu liền từ sớm bàn tan chợ 863 ngày 2 viên hạ xuống tới 838 ngày 6 viên giá cả, đồng thời vẫn còn ở duy trì liên tục ngã xuống bên trong. Cái này một cái ngã xuống tốc độ cố gắng chậm, còn không đủ 3%. Nhưng An Lương không có gấp, bởi vì may mắn một đời hệ thống cho Shishido tương lai 3 ngày thị trường chứng khoán tin tức hắn biết lập tức shishido liền muốn điên cùng lao xuống còn như nguyên nhân nguyên nhân không trọng yếu an lương chỉ cần cái này một cái kết quả đế đô tiểu đồng bọn lâm thời trong đám liêu hiểu bằng gửi tin tức liêu hiểu bằng hình ảnh hình ảnh hình ảnh liêu hiểu bằng an lương europa ngưu kinh đại học mở chùa y rồi liêu hiểu bằng an lương europa ngưu kinh đại học đã xác định tiểu kim bình có hai bổn đồng ba tồn tại liêu hiểu bằng ta đã đem cái này một cái tin tức chuyển đến ngây hồng bên kia khắc thì ra là thế. Thảo nào ở Shishido tương lai 3 ngày cổ phiếu trong tin tức, Shishido giá cổ phiếu trực tiếp xuống phía dưới lao xuống, nguyên lai là ngưu kinh đại học cũng lao tới bạo nổ chùi y Shishido. Một chùi này, trực tiếp đem Shishido nền nát nhịp điệu. Làm ngưu kinh đại học đứng ra chùi y Ensexa thời điểm, Shishido giá cổ phiếu bắt đầu kịch liệt ngã xuống, ngắn ngủi nửa giờ, liền từ 838 ngày 6 viên giá cả đi tới 80 ngày 20 viên. Giảm xuống biên độ vượt lên trước 7% điểm 1. Bất quá như trước không đủ, An Lương biết còn có thể thấp hơn. May mắn một đời hệ thống phần thưởng Shishido tương lai 3 ngày cổ phiếu tin tức, An Lương vô cùng rõ ràng tình huống. Nghe hồng cổ phiếu trưa bàn có 2 giờ rưỡi, an tâm đầu tư công ty nắm giữ cổ phiếu, đại khái cần 20 phút rời sân thời gian, hiện tại mới, chỉ có 12 giờ rưỡi, còn có đầy đủ thời gian chờ đợi. Lại là nửa giờ vội vã trốn, Shishido giá cổ phiếu té xuống 8.000 cao độ, hạ xuống tới 7.750 điểm trình độ. Nếu như ở chỗ này dọn kho, An Lương có thể thu được 10% điểm hai chỗ tốt. An Lương đợi thêm nửa nửa giờ, Shishido giá cổ phiếu dưới dò được 739 không yên nhật trình độ, hắn quả đoán mệnh lệnh an tâm đầu tư công ty toàn lực dọn kho. Dựa theo An Lương biết đến tin tức, hắn vô cùng rõ ràng bây giờ không phải là giá thấp nhất, nhưng lại tiếp tục chờ đợi, có thể xuất hiện biến số. An Lương chưa bao giờ là tham lam tính cách, phía trước hao Shishido lông dê thời điểm, An Lương cũng không có cực hạn thao tác. Bởi vì an tâm đầu tư công ty phía trước là cô không, hiện tại muốn dọn kho, tự nhiên là mua khoáng hoàng lại đại quy mô mua khoáng hoàng lại đem Shishido giá cổ phiếu lạp thăng một chút xíu, từ 739 không yên nhật đi tới 74 ngày 11 viên, an tâm đầu tư công ty bình quân dọn kho giá tiền là 739 ngày 8 viên. Phía trước an tâm đầu tư công ty kiến thương đều giá là 86 ngày 31 viên, cái này một đơn thao tác kiếm gọn 1 phần 7, tương đương với 4 cái tiểu mục tiêu, làm cho an tâm đầu tư công ty tổng tư bản từ 28 cái tiểu mục tiêu, đưa lên đến 32 cái tiểu mục tiêu. Làm an tâm đầu tư công ty lui ra sau đó, CC đô giá cổ phiếu lại một lần nữa ngã 740 không yên nhật phía dưới trình độ. An Lương cùng Phạm Bình trao đổi, lão Phạm, chúng ta bây giờ lượng tiền bạc cần cần bao nhiêu thời gian, tài năng, mới có thể đầy kho. Dựa theo tình huống trước mắt, trên thị trường có đại lượng bán đơn, nếu như thiết định ở 741 không phía dưới giá cả toàn bộ ăn, chúng ta chỉ cần 3 phút trong vòng thời gian liền giải quyết. Phạm Bình đáp lại. Vậy chỉ thu bàn phía trước, chúng ta trực tiếp đầy kho. An Lương phân phó. Hiện tại nhảy bước đầu tiên, trực tiếp buôn bán lời bốn cái tiểu mục tiêu, kế tiếp chính là hoành nhảy bước thứ hai, bọn họ lại tới ngụy trang trợ giúp Shishido tẩy địa. Không thành vấn đề. Phạm Bình đáp lại. Đế độ thời gian, 1 giờ chiều 58, Phạm Bình ở uy chắc bên trên gửi đi tin tức. Tổng cộng 32 cái tiểu mục tiêu tài chính, toàn bộ đầy kho ăn vào Shishido cổ phiếu, bình quân giá tiền là 740 ngày 7 viên, hơi chút so với bàn cao giá một chút xíu, dù sao cũng là mua số lượng lớn nha. An lương hồi phục làm cho Phạm Bình an bài an tâm đầu tư người của công ty trong công ty nghỉ ngơi, hắn ở đế đô tiểu đồng bọn đang gửi tin tức. An lương, mọi người, vòng thứ nhất thu gặt kết quả đi ra, 1 phần 7 lợi nhuận, tổng cộng 4 cái tiểu mục tiêu. Tiền tiểu cương, lương ca vô địch. Một người một cái tiểu mục tiêu liền ra tới. Vân Hải Dương, ta muốn góp đủ 7 khoản siêu xe triệu hoán xe thần xua tan vận đen. Lý Tồn Viễn, ta tứ hợp viện có. An lương, các ngươi có thể tận tình ăn mừng, ngày mai lại là thu hoạch một ngày, nhưng ngày mai hẳn là thu gặp được ít một chút, hậu thiên còn có thể càng nhiều hơn. Tiền tiểu cương, an lương, lương ca, đi đi đi, thập tam tiên sinh, ta giúp ngươi hẹn trước cao văn tiểu thư. Ân, ừ, cái kia rất giống cao văn tiểu thư bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ. Cái này. Nói thật ra, nếu không là Trần Tư Vũ cái này chỉ mèo lớn ngồi ở trong ngực hắn, hắn còn là rất động tâm. Bất quá Trần Tư Vũ ở dưới tình huống, An Lương trực tiếp đập một cái hai người tự quay phát ở trong bầy. Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, chúng ta choáng ván. Vân Hải Dương, thằng nhóc cứng đầu ca, ngươi liền quá phận, chính ngươi muốn đi, còn muốn kéo lên lương ca. Lý Tùng Viễn, trên sách nói bạn xấu, chính là ngươi cái này một loại. An Lương, chớ giả bộ, diện mục thật của các ngươi, nàng đều biết. Vân Hải Dương, Lý Tùng Viễn, chương 416, siêu thần đồng đội A. Năm, 11, cầu hoa tư duyệt vé tháng. 3 giờ chiều. Lý Tùng Viễn đoàn người trực tiếp giết tới Vân Cảnh Quốc tế nhà trọ, bốn người lại tụ tập ở tại phòng trà. Không phải đâu, lương ca, mấy triệu hạng mục, ngươi cũng cũng chỉ dâu tùy tiện xem. Tiền tiểu cương vô lực nhổ nước bọt. An lương thuận miệng đáp lại, nhà của chúng ta trần tư vũ thông tình đặc lý, ta đối nàng không có bí mật. Ta kém chút nữa liền tin. Tiền tiểu cương hừ hừ lấy biểu thị không tin. Lý Tồn Viễn nói tiếp, tính một chút, hình tượng của chúng ta sớm đã không có, ta không trang rồi. Đúng vậy, ngươi xem một chút viễn ca đã nghĩ thông suốt, giả trang cái gì đâu, trần tư vũ đã sớm biết các ngươi là người như thế nào chớ giả bộ đại gia đều là người mình an lương cười đễu nói vân hải dương vô lực nhổ nước bọt ngươi nói thật hay có đạo lý ta dĩ nhiên không cách nào phản bác đừng phản bác không tật xấu an lương cười hắt hắt vậy được a à, chúng ta ta không trang rồi chúng ta ở thập tam tiên sinh đặt trước cùng hoang chờ một chút cho ngươi chụp ảnh vân hải dương một bộ khoe khoang dáng vẻ an lương hai tay mở ra thập tam tiên sinh bầu không khí tổ tất cả đều là dạng không đứng đắn một cái có thể đánh đều không có, Trần Tư Vũ trực tiếp miễu sát toàn trường được rồi. Vân Hải Dương trực tiếp từ bế. Bởi vì An Lương nói là lời nói thật, Trần Tư Vũ thật trực tiếp miễu sát toàn trường nhịp điệu. Dù sao da trắng mạo mỹ chân dài, còn có đại gấu trúc gia trì, nếu như tính luôn đàn dương tầm cao nhã khí chất, thập tam tiên sinh bầu không khí tổ là cái gì dạng không đứng đắn. Phun ra, ta muốn đi mua say. Vân Hải Dương nhổ nước bọt, ngày mai không phải cần chúng ta chứ. Các ngươi tùy tiện chơi, ta sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện chờ chúng ta lấy được tiền mới chỉ có cần các ngươi đứng vững áp lực an lương nói rõ nói phía trước hao Đô long dê thời điểm nghe hồng kinh tế thiếu liền tại kháng nghị lần này tiếp tục hao Đô long dê sợ rằng nghe hồng kinh tế thiếu muốn nhảy ra gây sự tình đi đưa đi lý tồn viễn ba người an lương ở đế đô tiểu đồng bọn tạm thời làm việc làm trong đám liên hệ liêu hiểu bằng an lương liêu hiểu bằng hiểu bằng ở internet trung làm một ít chuyện chế tạo một ít đối với enseta có lợi tin đồn biểu thị phía trước tin tức là vu hãm enseta Liêu hiểu bằng, thu được. An Lương, ngày mai lúc 7 giờ, đúng giờ đem phương án thứ hai thả ra ngoài, chúng ta lần này đứng ở Shishido bên này, trợ giúp Shishido tắm một chút danh tiếng. Liêu hiểu bằng, minh bạch. Đại khái nửa giờ sau, Liêu hiểu bằng ở tạm thời làm việc làm trong đám gửi đại lượng hình ảnh cùng liên tiếp, đồng thời hướng An Lương hội báo tin tức. Liêu hiểu bằng, An Lương, đang ở tẩy địa trung. Liêu hiểu bằng, ngư kinh đại học lại nhảy ra ngoài, bọn họ ở Internet trung ban bố cặn kẻ tin tức. Biểu thị xa chỉ có Tiểu Kim Bình có chuyện, Đại Kim Bình cùng Đại Ngân Bình không có vấn đề. Cái này, đơn giản là siêu thần đồng đội A. Phía trước cùng nhau chèn ép Shishido, hiện tại muốn đánh một tay Shishido thời điểm, nó cư nhiên trước nhảy ra tuyên bố đối với Shishido có lợi tin tức, không thể không nói thật là thần đồng đội. Lân cận 5 giờ, Liêu Hiểu Bằng lại đang tạm thời làm việc làm đàn hướng An Lương hội báo công tác. Liêu Hiểu Bằng, An Lương, Đông Tân Đại học nhảy ra ngoài bọn họ cũng biểu thị không có ở đại kim bình cùng đại ngân bình trung phát hiện hai bổn đồng ba trí nham vật chất có thể shishido hiện tại hẳn là cảm nhận được đến từ đội hữu đâm lưng chứ đại kim bình cùng đại ngân bình trung có hay không hai bổn đồng ba trí nham vật chất shishido chính mình không biết sao hiện tại chắc là ở ngạnh kháng chẳng lẽ là ôn huyễn tưởng tưởng tượng thấy có thể kháng qua hoặc là có thể đi qua tẩy địa phương thức kéo đi qua an lương đem ngư kinh đại học cùng đông tân đại học ban bố tin tức ở internet trung truyền bá đặc biệt là ở nghe hồng tuyên truyền, chúng ta cấp cho nghe hồng đầu tư cổ phiếu người tính tâm. Vốn là An Lương còn đang suy nghĩ, vòng thứ hai cắt rau hẹ hẳn là cắt không được bao nhiêu. Dù sao em xét xa là thật có chuyện, dù cho Đại Kim Bình cùng Đại Ngân Bình còn có thể tắm một cái, nhưng Tiểu Kim Bình là thật tắm không được. Chí ít dựa vào An Lương chính mình một cái người lực lượng là tắm không được. Kết quả hiện tại lại là Ngưu Kinh Đại học, lại là Đông Tân Đại học, tẩy địa thực sự rửa đến tốt. An Lương kém chút cười ra tiếng được rồi. Lúc 5 giờ rưỡi, an lương hô tư vũ chúng ta đi ăn cá tạp kiền qua chứ trần tư vũ ngừng đánh đàn nàng đáp lại nói không thành vấn đề được rồi ta gọi một cái thiến thiến có thể chứ được chưa chờ một lát cho nàng điểm một phần đầu cá canh đậu hủ an lương nói rõ nói trần tư vũ liếc một cái an lương cái này nhân loại lại bắt đầu làm âm dương sư tống thiến không liền nói một cái ăn gì bổ gì sao an lương cho tống thiến điểm đầu cá đậu hủ vậy hẳn là là nhắc nhở tống thiến bổ bổ não quả nhiên là âm dương sư. Sau một lát, Trần Tư Vũ đáp lại nói, thiến thiến nói muốn tới, đồng thời đem sương sương cũng kéo qua. An Lương bén nhạy phát hiện Trần Tư Vũ đang quan sát hắn, hắn biểu tình tự nhiên đáp lại, chúng ta liền không thể quá một cái thế giới hai người sao. Trần Tư Vũ trong lòng âm thầm ngọt ngào, nàng chủ động đầu nhập An Lương trong lòng, chúng ta đi qua ăn cơm thì mang theo các nàng, có được hay không vậy, có được hay không vậy. Xin hỏi mèo lớn làm nũng làm sao bây giờ? Cái này da trắng mạo mỹ chân dài mèo lớn. An Lương biểu thị không chịu nổi. Được chưa? Được chưa? An Lương đáp lại nói, chúng ta ăn cơm sẽ trở lại. Trần Tư Vũ quyến rũ liếc một cái An Lương, là, đại gia. Chương 417, lại tới đây một bộ. 6, 11, 35. 4 V đúc hoa tươi tăng thêm. An Lương cùng Trần Tư Vũ hai người từ vân cảnh quốc tế nhà trọ xuất phát, lần này là Trần Tư Vũ lái xe, lái là Hắc Huy Gus. Bởi vì lân cận 6 đến tan tầm giờ cao điểm, kẹt xe nhất định phải an bài, nhưng rôn roi tất nhiên có rôn roi mặt bài, dù cho chật chội trong dòng xe chạy, chỉ cần Trần Tư Vũ đánh biến hướng đèn, sát vách đường xe chạy phía sau xe tất nhiên không tốc độ làm cho hành. Bằng không đâu. Một phần vạn đụng phải, dù cho song phương có trách nhiệm, đối với rôn roi loại sửa chữa này phí dụng động một chút là có thể hơn triệu tồn tại mà nói, chia đều trách nhiệm cũng rất khó chịu nổi. Quân bất kiến tài xế xe taxi toàn bộ trách đụng phải rôn roi, tiền sửa chữa cao tới 275 vạn dưới tình huống, tài xế xe taxi quỳ xuống đều không hữu dụng, kỳ thực quỳ không quỳ xuống không trọng yếu. Tài xế xe taxi toàn bộ trách nên bồi thường. Dù sao cũng là tài xế xe taxi sai lầm, chẳng lẽ bởi vì hắn quỳ xuống, hoặc có lẽ là hắn không thường nổi, dễ tính sao? Bằng cái gì chứ? Nếu như hắn tuân thủ quy tắc giao thông, khống chế tốc độ xe, lễ phép làm cho hành, liền sẽ không phát sinh tai nạn xe cổ chứ. Chính là bởi vì các loại liên quan tới rôn roi tai nạn xe cổ giá trên trời bồi thường tân văn nhiều lắm, dưới bình thường tình huống, thật không có nhân cùng rôn roi cứng đối cứng. Trần Tư Vũ cảm thán nói, ta lần đầu tiên cảm thấy, chúng ta đế đô tài xế thật lễ phép. Ha ha ha. An Lương nở nụ cười. Tuy là Trần Tư Vũ bình thường mở BMW lôi đình bản M8 cũng rất đắt, kém chút nữa chính là 300 vạn nhịp điệu, nhưng Thủy chung chính là một cái BMW mà thôi, người thường ai sẽ quản ngươi là lôi đình phiên bản M8, còn là cái quỷ gì ngoạn ý, không phải là một phá BMW. Hơn trăm ngàn là có thể mua phá BMW chứ trần tư vũ lái xe đi tới quốc gia học viện âm nhạc bãi đậu xe lộ thiên nhân viên an ninh hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ không thể không nói lấy xe lấy người là phổ biến tồn tại hiện tượng bãi đậu xe lộ thiên trung trần tư vũ bấm tống thiến điện thoại chờ đợi chuyển được nàng dò hỏi thiến thiến các ngươi đã tới chưa chúng ta đã đến đang ở ngư tạp tiệm xếp hàng lập tức liền đến chúng ta các ngươi mau lại đây tống thiến đáp lại tốt trần tư vũ cúp điện thoại nói rõ một chút tình huống an lương trêu nói tiểu tiểu ngư tạp tiệm, lại vẫn phải xếp hàng đâu. Nhà bọn họ mùi vị rất tốt, giá cả rất lợi ích thực tế, bây giờ thiên khí lạnh, đang dễ ăn một chút cây, tự nhiên sinh ý hỏa bạo lạc. Trần Tư Vũ đáp lại. Hạ tuần tháng 11 đế đô, xác thực khí trời có một chút lạnh. An Lương nắm Trần Tư Vũ đi hướng về sau phố nhỏ, khoảng khắc chi tử, An Lương đã nhìn thấy Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương. Tống Thiến ăn mặc một bộ hắc sắc trường khoảng mỏng lông, Ninh Nhược Sương ăn mặc quần áo màu xám cho nhạt áo gió, thoạt nhìn lên có một loại bắt quốc giai khí tức của người, phối hợp nàng biển chuyển vóc người, thực sự hấp làm cho người ta chú ý. Ở An Lương cùng Trần Tư Vũ đi tới thời điểm, An Lương đã nhìn thấy có nam sinh nỗ lực tìm Ninh Nhược Sương tán tỉnh, nhưng bị Ninh Nhược Sương không nhìn thẳng, chỉ có thể ảo não ly khai. An Lương nắm Trần Tư Vũ đi lúc tới, Tống Thiến trước một bước tả oán nói, không phải đâu, đại ca, lại ruột cá kho à. Ngư tạp đánh bên cũng có thể. An Lương đáp lại. Đúng rồi, chờ một lát giúp ngươi điểm một cái đầu cá canh đậu hũ, ta xem ngươi cố gắng cần. An lương chung quy nhịn không được làm âm dương sư. Tống thiến một giây nhìn thấu, đi đi đi, ta mới không cần bổ não. Bốn người chờ ở bên ngoài không đủ ba phút, lão bản nương liền ra tới chào nói, đồng học, ngươi lại tới rồi, chúng ta có vị trí, mau mời. Lão bản nương, ngươi tạp đánh bên an bài đứng lên, trứng cá làm nhiều một điểm. An lương hô. Không thành vấn đề, đồng học. Lão bản nương một bên đáp lại, một bên cho an lương giơ ngón tay cái lên, rõ ràng là đang khen an lương làm xong hai người bạn gái chứ dù sao lần trước lão bản nương có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy ninh nhược sương dùng chân khiêu khích an lương tình huống ngư tạp trong điếm tự nhiên là an lương cùng trần tư vũ ngồi một bên tống thiến cùng ninh nhược sương ngồi một bên ở an lương bên này an lương làm cho trần tư vũ ngồi bên trong hắn ngồi bên ngoài sau đó vấn đề tới ninh nhược sương dĩ nhiên làm cho tống thiến ngồi bên trong chính cô ta ngồi bên ngoài cái này lại tới không phải bây giờ thiên khí cũng lạnh, An Lương ăn mặc vận động quần đâu. Hơn nữa, Đinh Nhược Sương cũng ăn mặc đáy bằng tiểu bì dày, còn có thể làm sao tích. Cũng không thể cởi giày đến đây đi. Một phần vạn chân xú đâu. Trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Ai quy định mỹ nữ không thể chân xuống? An Đại Tiên, ta rất ngạc nhiên một vấn đề, ngươi vì sao thích ăn trứng cá đâu? Tống Thiến chủ động hỏi. An Lương thuận miệng đáp lại, không hiểu việc đi. Trứng cá đâu? Hàng cao cấp. Nghe qua trứng cá tương sao? Đặc biệt đắt. Ta tin ngươi cái quỷ. Tống thiến mắt trợn trắng, một cái tùy tùy tiện tiện đưa đi một bộ giá trị 10 triệu nhà trọ gia hỏa, lại còn nói trứng cá tương rất đắt. Tống thiến muốn cười lên tiếng. Ta nói thực sự đâu? An lương đáp lại nói, trong mắt của ta, những cái này tử mùi vị, thực sự so cái gì trứng cá tương tốt hơn, sau đó ta đã cảm thấy kiếm lợi lớn, không tật xấu chứ. Phải phải phải, ta miễn cưỡng tin. Tống thiến cười nhẹ. An Lương chuẩn bị trêu đùa Tống Thiến thời điểm, bắp chân của hắn bụng cảm giác được có một con chân đang ma sát, dù cho ngăn cách lấy quần vận động, hắn cũng cảm giác được là ninh nhược sương. Quả nhiên người này lại tới rồi. Chương 418, cùng nhau đi dạo phố. 7, 11, 35 6 V đúc hoa tươi tăng thêm Ngư tạp trong điếm, An Lương yên lặng đi qua nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra ninh nhược sương hảo cảm tin tức. Ninh nhược sương độ thiện cảm vẫn là 82 phân, không có tăng thêm, cũng không có giảm bớt đối mặt tình huống như vậy an lương yên lặng tự hỏi hắn trước tiên có thể khẳng định một việc hiện tại tuyệt đối không phải cái gì khuê mật trắc thí bởi vì trần tư vũ vẫn cùng với hắn làm sao có thời giờ chơi cái gì khuê mật trắc thí lái xe đều là trần tư vũ đâu an lương âm thầm làm ra quyết định hắn tuyển trạch không rảnh để ý tùy ý ninh nhược sương dằn vặt lựa chọn như vậy không có gây ra nguy hiểm năng lực linh cảm sở dĩ là an toàn căn cứ vào cái này một cái điều kiện tiên quyết an lương yên tâm to gan trắc thí đứng lên tại hắn không rảnh để ý dưới tình huống, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Ninh Nhược Sương muốn làm cái gì, đồng thời Ninh Nhược Sương độ thiện cảm sẽ hay không biến hóa. Đúng rồi, Tư Vũ, chờ một lát chúng ta đi dạo phố đi. Tống Thiến mời. Trần Tư Vũ không có bằng lòng, nàng xem hướng An Lương. Mới vừa xuất môn phía trước, An Lương nói bọn họ ăn cơm đi trở về, người này rõ ràng cho thấy muốn tai họa nàng chứ. An Lương nhìn một chút Trần Tư Vũ trên người đồ thể thao, tuy là Trần Tư Vũ xuyên đồ thể thao cũng rất đẹp mắt, nhưng hắn suy nghĩ khí trời lạnh, nên cho Trần Tư Vũ mua chút thu đông quý y phục. Hành! Chúng ta chờ một chút đi SKP. An Lương bằng lòng. SKP có độc. Tống Thiến nhổ nước bọt, nàng là tiểu phú bà, nhưng tiểu phú bà không chịu nổi SKP tiêu phí. Trần Tư Vũ hô, sương sương, cùng đi chứ. Ninh Nhược Sương hơi chút suy nghĩ một chút, liền đáp ứng nói, từng. An Lương phát hiện Ninh Nhược Sương thu hồi chân nhỏ, hắn âm thầm tùng một khẩu khí, sau đó kiểm tra Ninh Nhược Sương độ thiện cảm nhưng mà vẫn là 82 phân đánh giá, không có tăng thêm, cũng không có giảm bớt, xem ra mới vừa hành vi ảnh hưởng không lớn. Cũng có lẽ là khí trời lạnh, An Lương ăn mặc vận động quần, Ninh Nhược Sương ăn mặc dày đế bằng, không có biện pháp giống như lần trước như vậy trực tiếp cởi dép lê, trực tiếp chân trần câu lấy An Lương chân nhỏ bụng. Ngư tạp đánh bên rốt cuộc lên bàn. An Lương không khách khí trước dưới chiếc đũa, ta liền không quản các ngươi, ta xem các ngươi dường như không quá vui vẻ ăn, ta trước ăn. Tống Thiến đáp lại nói, chúng ta vốn là cố gắng thích ăn, nhưng thường thường ăn liền không chống nổi ninh nhược sương tán thành giống như chúng ta trước đây một hai tháng ăn một lần mỗi một lần đều rất thích thanh âm của nàng trước sau như một lạnh lùng thanh thanh trần tư vũ cho an lương gấp một đống trứng cá an lương đã ăn xong rồi để nhất đống trứng cá nhưng không có thu được ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ an lương lại bắt đầu ăn trần tư vũ kẹp cho hắn trứng cá nhưng mà vẫn không có gây ra thưởng cho chẳng lẽ là lại muốn ninh nhược sương kẹp cho ta mới có thể có thưởng cho sao an lương trong lòng yên lặng nhổ nước bọt trần tư vũ ở vừa hỏi nói thiến thiến ngươi đi dạo phố muốn mua gì không xác định xem một chút đi có lẽ mua một bộ y phục có lẽ mua một cái son môi gì gì đó tống thiến đáp lại ta ba có độc hắn lại đang thúc giục ta yêu đương ta thực sự quá khó khăn ken ngẫu nhiên nhiệm vụ ký chủ ăn xong trứng cá sau đó cùng đi trần tư vũ ba người đi dạo phố như biếu tặng cho Ninh Nhược Sương nhất kiện giá vượt lên trước 30.000 nguyên lễ vật, sẽ được một tấm thức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ. Thất bại nghiêm phạt, không. Cái này nhiệm vụ cũng quá ngoan chứ. Nếu như là tùy tùy tiện 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 một cái son môi, nước hoa, hoặc là tiền lẻ bao, thậm chí là cái móc chìa khóa chờ, các loại, an lương chờ một lát cho Trần Tư Vũ mua quần áo thời điểm, liền có thể đòi tặng phẩm, sau đó đưa cho Ninh Nhược Sương hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giá vượt lên trước 30.000 nguyên điều kiện hạn chế, trực tiếp lấp kính an lương an giang con đường. Bất quá một tấm ký ức vạn tử tôn không về kịp thưởng cho thẻ chí ít cũng giá trị 40 triệu ở trên, chính là 30 ngàn khối, lương ca cảm giác mình có thể đụng một cái. Hắn nhìn thoáng qua Tống Thiến, có lẽ chờ một lát hoàn thành nhiệm vụ hy vọng liền tại Tống Thiến trên người. Tống Thiến phát hiện An Lương đang nhìn nàng, nàng nhổ nước bọt nói, ngươi nhìn ta làm gì, chưa có xem qua tuổi trẻ như vậy mỹ nữ đã bị phụ mẫu buộc yêu đương sao. Chưa có xem qua. An Lương thành thật trả lời. Hại, ta ta thực sự là bị cái này âm dương sư giận điên lên tống thiến hừ hừ nói tư vũ ngươi thực sự không phải thiến thiến hắn ta nơi nào quản được ở nhà của chúng ta đại gia trần tư vũ cười đùa đáp lại ta tống thiến nhổ nước bọt nói hôi chua yêu đương mùi vị ta cảm thấy rất ngọt trần tư vũ đáp lại an lương khẳng định đáp lại ta cũng hiểu được rất ngọt yêu đương loại chuyện như vậy nếu như thành công liền có thể biết nữ bằng hữu không chỉ có rất ngọt còn sẽ có điểm mặn các ngươi thật là quá đáng rồi. Tống Thiến khổ não nhìn lấy An Lương cùng Trần Tư Vũ, nàng nhổ nước bọc nói, các ngươi như thế tú ân ái, chẳng lẽ không biết câu tiếp theo. Câu tiếp theo. An Lương hừ hừ nói, ta chỉ biết, nhất thời ân ái nhất thời thoải mái, vẫn ân ái vẫn thoải mái. Trần Tư Vũ khẽ nở nụ cười. Ninh Nhược Sương yên lặng nhìn thoáng qua An Lương, nàng lại dùng chân nhỏ móc vào An Lương chân nhỏ. An Lương cảm thấy, nhưng làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh. Lúc này, hắn còn có thể làm sao à? chương 419, khách quen. 8. 11, 35. 8 V Đức hoa tươi tăng thêm. Ngư tạp trong điếm, An Lương yên lặng thừa nhận ninh nhược sương quấy rầy. Hắn lại ăn một đống trứng cá, mặc dù không có ném ra thưởng cho, nhưng An Lương cũng thật thích ăn cá tử, chủ yếu là thịnh khánh cùng thiên phủ đều không có bán cá tử cửa hàng. An Lương chậm rãi buông đổ xuống, tại hắn để đổ xuống thời điểm, cũng cảm giác được ninh nhược sương chân nhỏ thu về. An Lương lại kiểm tra ninh nhược sương độ thiện cảm, nhưng mà còn là không thăng không phải xuống nhịp điệu. Các ngươi ăn xong sao? An Lương hỏi. Ừm ân. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Tống Thiến đồng dạng gật đầu. Ninh Nhược Sương nhẹ giọng đáp lại, tốt lắm. An Lương đứng dậy tính tiền, một đại nồi ngư tạp đánh bên mới chỉ có 138 đồng tiền, thêm lên 8 khối tiền bữa ăn vị phí, tổng cộng 146 đồng tiền. Thật là hàng đẹp giá rẻ. Đi thôi, chúng ta đi SKP nhìn. An Lương hô lần này từ An Lương lái xe, Trần Tư Vũ thẳng thắn ngồi xuống phía sau, ba cái muội tử ở phía sau sắp xếp tọa nói lặng lẽ nói, thỉnh thoảng phát sinh cười to. An Lương chuyên tâm lái xe. Điều khiển không được phép phân tâm. Chạm vạn 7 giờ rưỡi mới mấy phút nữa, An Lương mang theo Trần Tư Vũ ba người đi tới SKP bãi đậu xe dưới đất, sau đó đi thang máy đi lên lầu, đi tới SKP Tây Môn phụ cận. Louis Fuiton cùng Christian. Dio đều ở đây Tây Môn, hai người một tả một hữu chiếm cứ cự cử đại cửa hàng, Xui xẻo Cuộc chỉ có thể ở trong lối đi nhỏ gian chiếm lĩnh một cái cửa hàng nhỏ. Tư Vũ, chúng ta xem trước Kristen, vẫn là Louis Vuitton." An Lương hỏi. Trần Tư Vũ chỉ chỉ Kristen, nàng đối với Kristen. Dio có hảo cảm, phía trước trang phục hè váy liền áo, liền ở Kristen mua năm cái. Trần Tư Vũ ba người đi ở phía trước, nàng mới vừa đi vào, Kristen nhân viên cửa hàng A Mai liền nhận ra Trần Tư Vũ, nàng ân cần hô, người tốt, Trần nữ sĩ, hoan nghênh Quang Lâm Kristen. Dio Ngươi tốt, A à Mai. Trần Tư Vũ cũng nhớ kỹ đối phương. Ngày hôm nay muốn nhìn một chút cái gì? A à Mai như trước nhiệt tình hỏi. Trần Tư Vũ nói rõ ý đồ đến, nhìn thu đông trang bị. A à Mai sắc mặt có điểm xấu hổ, nàng dẫn đường nói, bên này. Sau một lát, Trần Tư Vũ liền biết A à Mai sắc mặt lúng túng nguyên nhân. Bởi vì Kristen. Đi ô thu đông trang bị độc. Không phải quá thương vụ, chính là quá nam tính biến hóa, không hề có một chút nào trang phục hề linh tính đại khái là Kristen đi đai ở thiết kế thu đông trang bị thời điểm bị chế nồ đi đai mang theo đi uống rượu giả. Trần Tư Vũ lựa chọn chọn chọn, nhưng không thích bất luận một cái nào, nàng đối với A Mai nói, nhà các ngươi thu đông trang bị kém chút ý tứ, ta đi sát vách nhìn. A Mai khách khí đáp lại, hoan nghênh Trần Nữ Sĩ lần sau quan lâm. Trần Tư Vũ cùng hai cái tiểu tỷ muội đi hướng cách vách Louis Vuitton, An Lương theo ở phía sau chơi điện thoại di động, hắn đang ở kiểm tra Internet bên trong liên quan tới Ensexa cùng Shishido tin tức. Hiện nay Internet Trung có thể nói là cải vã thiên, có vài người chống đỡ Ngưu Kinh Đại học cùng Đông Tân Đại học, có vài người chống đỡ An Lương phía trước ban bố tin đồn, hai ba người ở Internet Trung có thể nói là tranh luận không ngớt. Tương đương một nhóm người cho rằng nghe hồng người không biết lừa gạt, Ancestra Trung không có khả năng có hai bổn đồng, ba loại này trí nham vật chất. Đối mặt như vậy ngôn luận, An Lương chỉ có thể nói những người này tuổi quá trẻ. Chẳng lẽ là bị truy thái quân mang thành tinh thần nghe hồng người? Nghe hồng người làm giả có thể nói là từ trước đã lâu vấn đề cũ, hơi chút hiểu tự nhiên đều hiểu, căn bản không cần quá nhiều nhiều giải khai. Ở An Lương xem điện thoại di động tin tức thời điểm, Trần Tư Vũ cùng hai cái tiểu tập Mỹ đi vào Louis Vuitton cửa hàng. Lần trước chiêu đãi Trần Tư Vũ nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên đón, người tốt, Trần Nữ Sĩ, hoan nghênh lần nữa đi tới Louis Vuitton. Ninh Nhật Sương yên lặng đem đây hết thảy thu ở đáy mắt. Người tốt, eo lê, chúng ta muốn nhìn một chút nữ trang. Trần Tư Vũ nói rõ nhu cầu. Tốt, chúng ta thu đông quý khoản nữ trang vừa lúc bên trên mới. Eren giới thiệu. An Lương theo ở phía sau, Eo Lê tự nhiên nhận thức An Lương, nàng chào hỏi đồng bạn tiếp đãi An Lương, An Lương An Vị đang nghỉ ngơi khu xem điện thoại di động, Louis Y Tông nhân viên cửa hàng vì An Lương đưa tới tiên ép nước trái cây. Thiến Thiến, Sương Sương, các ngươi cảm thấy cái này một món mũ che màu trắng thức áo khoác ngoài như thế nào? Trần Tư Vũ vừa hỏi, một bên sử dụng lấy tay sờ vải vóc, cùng với trong cổ áo sấn tài liệu. Đặc biệt là trong cổ áo sấn tài liệu, nếu như nơi này tài liệu không thích hợp, xuyên lúc thức dậy cái cổ sẽ khó chịu. Tống Thiến đáp lại nói, ta xem còn có thể, bằng không thử xem. Ừm ân, ta thử xem. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương an an tỉnh tỉnh đánh giá Louis Vuitton nữ trang, nhà nàng điều kiện không tốt không xấu, chỉ có thể nói so với phổ thông tiền lương tầng khá một chút, nhưng khoảng cách hai luxury nhãn hiệu tương đương xa xôi. Sau một lát, Trần Tư Vũ ở trong phòng thử áo thay đổi mũ che màu trắng thức áo khoác ngoài, nó áo lót dùng lông dê cùng tơ tầm dệt tổng hợp vô cùng thoải mái. Trần Tư Vũ trước tiên đi tới An Lương trước mặt, nàng dò hỏi, xem được không? An Lương để điện thoại di động xuống, kiểm tra Trần Tư Vũ mặc mũ che màu trắng thức áo khoác ngoài, hắn khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm. Trần Tư Vũ chậm rãi đi hướng Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương, lặp lại dò hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Tống Thiến nhổ nước bọt, nhìn có được hay không ta không biết, ta chỉ biết ta bị thức ăn cho chó căng hết cỡ. Chương 420, Vạn Phản Hồi hiện cứu lương ca. 9, 11 ở 36 V đúc hoa tươi tăng thêm. Ở Louis Vuitton trong cửa hàng, Tống Thiến Chua chắc biểu thị bị thức ăn cho chó chống đỡ. An Lương đáp lại nói, lúc này mới cái kia đến đâu đâu. Trần Tư Vũ tán thành, đúng vậy, chúng ta đều không có thanh tú đâu. Tống Thiến biểu thị không nói. Trần Tư Vũ đứng ở toàn thân mặt kính kiểm tra trước lấy trên người áo toàn thức áo khoác ngoài, sương sương, ngươi cảm thấy xem được không? Trần Tư Vũ hỏi. Ninh Nhược Sương chăm chú nhìn một chút, mới khẳng định gật đầu, thật không tệ. Ừ, vậy nó là trần tư vũ đáp lại ninh nhược sương âm thầm cảm thán tuy là nàng không biết món này áo tròn thức áo khoác ngoài bao nhiêu tiền nhưng louis vuitton còn có thể bớt không kết quả trần tư vũ liền đơn giản như vậy quyết định mua nhưng mà trần tư vũ tiếp được động tới làm làm cho ninh nhược sương càng thêm cảm thán bởi vì trần tư vũ lại bắt đầu thử quần áo mới nàng chọn lựa nhất kiện mét màu nâu nhạt lông dê áo khoác ngoài món này mét màu nâu nhạt lông dê áo khoác ngoài còn tặng kèm một cái louis vuitton kinh điển khoảng màu rám nắng lão hoa đai lưng sau một lát, Trần Tư Vũ từ phòng thử quần áo thay đổi mét màu nâu nhạt lông dê áo khoác ngoài đi tới, nàng lại tới trước đến An Lương trước mặt, giang hai tay ra nói, nhìn xem được không? An Lương để điện thoại di động xuống đứng dậy kiểm tra, hắn thậm chí sờ sờ vải vóc, lông dê đây này, hẳn là đầy đủ giữ ấm. Ừm ân. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Ta cảm thấy thật không tệ. An Lương đưa cho câu trả lời khẳng định. Trần Tư Vũ lại hỏi hai cái tiểu tập Mỹ ý kiến. Tống Thiến Đồng dạng sờ sờ vải vóc, nàng có chút cảm thán nói, Đồng dạng là lông dê, Louis Vuitton lông dê làm được thật là thoải mái. Lông dê cùng lông dê cũng không cùng một dạng. Louis Vuitton giá cả sang quý, ngoại trừ nhãn hiệu tràn giá, ở chất lượng phương diện cũng tương đương theo sắc. Sương Sương, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tư Vũ nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương phản vấn, ta càng tò mò hơn món này áo khoác ngoài bao nhiêu tiền. Trần Tư Vũ nhìn về phía tiêu thụ Eo Lê. Eo Lê đáp lại nói, món này về bao thức lông dê áo khoác ngoài là chúng ta mới nhất thiết kế chỉ cần 83.000 nguyên. Ninh Nhược Sương vô lực nhổ nước bọt, tốt một cái chỉ cần 83.000 nguyên. Quả nhiên hai luxury nhãn hiệu đối với người bình thường cực kỳ không phải hữu hảo. Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, biểu thị cái này một cái giá cả ở trong dự liệu, nàng phía trước mua bốn cái Louis Vuitton quần dài, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút Louis Vuitton giá cả. An Lương nhìn lấy Trần Tư Vũ chọn lựa động tác quá chậm, hắn đi tới khu nữ trang, nhanh chóng lựa chọn chọn chọn, chỉ khoảng nửa khắc liền chọn lựa thật nhiều món. Những thứ này toàn bộ đều thử xem. An Lương hô. Tống Thiến nhổ nước bọt, không phải đâu, An đại tiên, như ngươi vậy chọn quần áo sao? Có chuyện sao? An Lương nghi hoặc. Đối với loại người như ngươi thần tiên mà nói, dường như cũng không có vấn đề. Tống Thiến vô lực nhổ nước bọt. Minh Nhật Sương cũng có chút im lặng nhìn lấy An Lương. Tiếp được đến lúc giao cho Trần Tư Vũ biểu diễn, nàng bắt đầu trình diễn thời trang thanh tú, An Lương cho nàng chọn lựa trọn 7 cái áo khoác ngoài trong đó thậm chí bao gồm một cái lòe loẹt khóa kéo liền mũ áo khoác ngoài. Theo Trần Tư Vũ thay đổi quần áo, An Lương gật đầu không ngừng, không tệ không tệ, năm nay Louis Vuitton thu đông khoảng nữ trang càng tốt hơn, sát vách Christian Dida nhất định là uống rượu giả. Hơn nửa canh giờ, Trần Tư Vũ đem bảy cái áo khoác ngoài toàn bộ thử một lần. Ta cảm thấy đều thật không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ đồng dạng gật đầu, còn có thể, chủ yếu là trong cổ áo sấn thiết kế phi thường thư thái, mặc vào cổ không có bất kỳ cảm giác không thoải mái. Hành. An Lương gật đầu, eo lê, ngươi xem một chút những thứ này tổng cộng bao nhiêu tiền. Eo lê mặc lộ vẻ vui mừng nói, An tiên sinh, chính cái áo khoác ngoài tổng cộng là 40 vạn linh 4.900 nguyên. Yêu A, đã sớm tính toán đâu. An Lương trêu đùa. Eo lê cười mỉa. Tư vũ, chính ngươi xứng một cái quần trang bị. An Lương thuận miệng nói rằng. Tốt. Trần Tư Vũ chính mình căn cứ áo khoác ngoài phong cách chọn quần trang bị, đây cũng tốn kém chút nửa giờ, cuối cùng phối trí xuống tới là 52 vạn 650 không nguyên. An Lương không chút do dự trả tiền, yên lặng là dùng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ, hắn lấy được trung cấp mua sắm phản hiện thẻ còn có 3 lần cơ hội, lần này dùng còn có 2 lần. Ken Chúc mừng ký chủ sử dụng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ, lập tức thu được phản hồi hiện hệ số, 6 lần. Chúc mừng ký chủ thu được phản hồi hiện thưởng cho, 3, không nguyên, xin hỏi có hay không lập tức phản hồi hiện. Đặc biệt ghi chú, lần này phản hồi hiện đến từ chính nghe hồng thị trường cổ phiếu, đi qua an tâm đầu tư công ty thu được, toàn bộ thao tác hợp tình hợp lý, nguồn vốn có dấu vết mà lần theo, mời ký chủ yên tâm sử dụng. An lương chọn lọc tự nhiên cụ hiện. Cá nhân của hắn tài chính đã một số gần như thế đấy, cái này một lớp 300 vạn lại cho hắn trở về một bún máu. Theo 300 vạn tiến nhập cá nhân tài khoản, An Lương nhìn một chút tin nhắn ngắn thông báo, cá nhân của hắn trong tài khoản chỉ có hơn 308 vạn một ít, nếu như không có cái này 300 vạn phản hồi hiện, mới vừa lương ca chỉ còn lại hơn 8 vạn đồng tiền. Quá thảm. Thực sự quá thảm. Đường đường đệ ngũ tầng lục địa thần tiên cảnh giới đại lão, cá nhân tài khoản không đủ 6 chữ số, ngươi dám tin tưởng.